xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên kênh truyền hình văn hóa du lịch Việt Nam JUNI. Thưa quý vị, từ đêm nay sang ngày mai, do dạnh áp thấp bị nén gây mưa cho vùng núi Việt Bắc, nên nền nhiệt độ tại khu vực phía đông bắc bộ có xu hướng giảm nhẹ, cao nhất là từ 32 đến 35 độ, có nơi cao hơn. Còn tại phía tây bắc bộ, do chịu ảnh hưởng chính của vùng áp thấp nóng phía tây, nên vẫn có nắng nóng với mức nhiệt là 34 đến 37 độ, riêng khu tây bắc mức nhiệt có thể sắp xỉ ngưỡng 40 độ. Lùi xuống trung bộ, dọc các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận đều có mưa rào và rông vào lúc chiều tối. Trong cơn rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh. Còn ban ngày thì khu vực có nắng nhiều là từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ cao nhất là 36 đến 39 độ. Riêng vùng núi phía Tây do chịu ảnh hưởng của hiệu ứng phơn, nhiệt độ có thể cao hơn khoảng từ 1 cho đến 2 độ. Còn đối với khu vực từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận, Bình Thuận, nền nhiệt độ trưa chiều ở ngưỡng là 33 đến 36 độ, riêng phía Bắc có thể đạt ngưỡng sấp xỉ 40 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết vẫn phổ biến có nắng nhiều vào ban ngày, với nhiệt độ trưa chiều tại khu vực Tây Nguyên là từ 32 đến 35 độ, có nơi cao hơn. Còn tại khu vực Nam Bộ là từ 33 đến 36 độ, miền đông của Nam Bộ có nơi vượt ngưỡng 36 độ, trời nắng nóng gai gắt. Tuy nhiên, về lúc chiều tối, khu vực này sẽ có mưa rào và rông rải rác. Lưu ý, mưa rông xuất hiện sau ngày nắng nóng, rất dễ gây ra tố lốc và gió giật mạnh, người dân cần đề cao cảnh giác. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày thời tiết nắng nóng như thế này tại Bắc Bộ thì khu vực Thái Nguyên với không khí trong lành mát mẻ sẽ là điểm đến lý tưởng dành cho mọi du khách. Là một trung tâm kinh tế xã hội của khu vực Đông Bắc, tuy phát triển là thế nhưng tại Thái Nguyên vẫn có rất nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn với phong cảnh sơn thủy hữu tình, non nước xanh biếc. Nơi đây được biết đến với nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn có thể kể đến như là đồi chè Tân Cương, hồ Núi Cốc, hang Phượng Hoàng, suối Mỏ Gà và địa điểm mà chương trình muốn giới thiệu tới các bạn hôm nay đó chính là hồ Gành Trè là một cái tên quen thuộc đối với người bản địa nhưng du khách thập phương có lẽ ít ai biết đến địa danh du lịch với cảnh đẹp say đắm lòng người này hồ Gành Trè thuộc xã Bình Sơn thành phố Sông Công có diện tích khoảng 40 mươi hecta được bao quanh bởi những cánh rừng bạch đàn rừng mỡ bạt ngàn cảnh quan thơ mộng say đắm lòng người không khí trong lành và lại không xa trung tâm Sông Công và Thái Nguyên nên gần đây hồ Gành Trè thu hút được khá nhiều du khách du lịch trong nước và quốc tế. Phong cảnh hữu tình và khí hậu mát mẻ quanh hồ có lẽ là điều khiến bất cứ ai cũng muốn được ghé thăm nơi đây trong tiết trời oi nóng của Bắc Bộ. Với những chia sẻ vừa rồi thì hy vọng chương trình đã giúp quý vị và các bạn bỏ túi thêm một địa danh du lịch trong những ngày hè và những ngày lễ sắp tới. Đến đây thì chúng tôi cũng xin được khép lại bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại.